Chú lên, 1, 2, 3, vô. Chào ông bà cô chú, hôm nay con đi qua đời phó. Qua đời phó. Rồi, bữa nay mình mọi người thì được đi Việt Nam ha. Thì có bên như school vacation năm ngoái á, thì mình đi Việt Nam. Còn school vacation năm nay á, thì mình được đi tắm nước. Đi trong vòng có một ngày thôi, một ngày một đêm thôi anh chị. Wow, quá lâu luôn. Ngày một đêm thôi mà sách gì đâu đồ. Đi có một ngày một đêm thôi. Dạ. Nó chính là một ngày một đêm, có thể nói là hai ngày một đêm, chứ không phải một ngày một đêm. Đó, bây giờ là hành trình bỏ vô xe là bắt đầu đi ăn sáng, xong rồi bắt đầu mới chạy lên đó, rồi check in phòng, hotel đồ này kia. Đó. Chú Vienna không có chịu đi nha anh chị. Vienna muốn ở nhà, Vienna không có thích đi nữa, tại cái đó cho mấy đứa con nít, mà em lớn như vậy không đòi đi nữa. Năm trước nữa thì em có đi, năm nay không đi. Rồi, bye Dada. Sung sướng, bữa nay trời mát quá trời luôn. Wow, cho anh chị thấy đây, cây bông mai này là cái bông mai mình thích đây. Bông hơi bự luôn đó nha. Bé mua không biết hồi lúc nào mà tới giờ phải còn chưa trồng nữa. Bông thiệt đó anh chị. Đẹp quá trời luôn. Rồi hai vợ chồng mình đã tới tới chỗ thì tới 4 giờ chiều họ mới cho mình check in cái phòng. Còn bây giờ mình tới sớm là chỉ có tắm thôi. Nhưng mà tắm cái gì mà ở ngoài đây nó lạnh không tưởng tượng luôn. Gió lạnh đến nỗi mà hai mẹ con không đi bộ được, bỏ chạy cả. Ok. Lạnh. Oh my god. Cho nên nó cái hồ bơi ở trỏng thì nó được ấm áp nha quý vị. Nó đang bé Trúc Linh nó đang bị lộng cộng mà nó mục đích của nó tới đây đi tắm mà nó ghé vô chỗ này nó không biết là nên đi tiếp hay là đứng đây nữa. Đây. Cái chỗ này rất là mắc tiền chứ không có rẻ. Nhưng mà mùa đông ở cái khu vực miền đông này á thì cái chỗ này là cái chỗ lý tưởng nhất cho mấy đứa nhỏ. Đây nè. Chưa. Cái phòng ngủ của mình cũng mắc tiền. Đi vô đây cũng tốn tiền nhiều lắm. Đấy. Hình như mình nhớ không lầm sơ sơ là 700 mấy đồng bạc cho hai chồng một đứa con trong cái bữa ngày hôm nay ngủ qua một đêm vậy thôi. 700 mấy, nó tóm lại là như vậy. Dạ. Yeah. Nên ở đây là mình đi về phía tắm. À, người Việt Nam mình ở những cái khu vực gần lân cận thì ai cũng biết chỗ này hết trơn rồi, không có gì để mình chia sẻ với những người ở lân cận đây. Đây mình chia sẻ cho những quý cô chú ở xa mình đó biết là mình ở đây mình có những cái điều kiện này cho mấy đứa nhỏ thôi chứ không gì hết. À. Vậy á. Rồi quý vị, mình đã được vô phòng. Thời gian check in họ đòi hỏi là 4 giờ chiều. Nhưng mà cỡ 11, 12 giờ mình đã tới đây rồi. Mình nhớ cỡ 12 giờ mình đã tới đây rồi. Thì mình check in với lại cái office ở dưới sớm. Và khi mà họ có phòng á, xong kia họ nhắn tin trên cái phone của mình là mình đi vô. Và trên cái tay của mình đây đeo cái này nè, thì cái này cũng là cái chìa khóa để vô phòng luôn. Mình lấy cái tay này mình cầm mình mở cửa là nó vô. Thì không có cần cái chìa khóa hay là cái miếng thẻ hay là cái gì hết, mà là cái miếng màu xanh mình đeo trên tay nè. Cái này nè.
Mình nấu đồ ăn á, xong mình xách lên đây mình ngồi một cái bàn mình ăn hợp lý. Trời, người ta để là không có đem đồ ăn nhưng mà bà đem ba cái tiệm cái gì đoàn tiệm sắm vô đâu cho Trúc Linh nè. Không, không phải đem gì hết trơn. Để cho anh chị coi chỉ có bánh cơm cháy thôi à. Trời, mình đi chơi mình ngủ có một đêm thôi nha. Hai chồng mình quyết định tối nay là ngủ ngủ một cái giường riêng. Cái giường riêng này là của Trúc Linh. Trời ơi, sao mình đem không có cái gì hết trơn anh chị. Đây anh chị coi nè. Không có gì hết trơn. Rất là thực tế. Bịch cơm cháy, hai ba trái quýt. Hai, hai miếng hai bịch gì cà phê. Đó, cái đó của anh nha. Này nước. Chưa còn nữa. Đó, cà phê cũng à, ở trong đây họ có như chứ ngoài không nha quý vị, nhưng mà tại vì mình thích đem đổ mình lên đây thôi chứ không gì chân á, giống như gì? Giống như mình đi máy bay, trên máy bay có đồ ăn đúng không? Đúng không, mình đã trả tiền cho vấn đề đó mà mình vẫn đem đồ ăn của mình lên máy bay. Hai lon bia hôm họ tối nay hai vợ chồng sẽ uống không đem. Rồi xong rồi. Còn mấy này là nãy chứ đi mua điểm sắm á, em nói anh ham quá vậy, tối nay mình hay thâu đêm anh ham rồi xong vậy. Một hồi đó mình sẽ đi ăn ở dưới lầu. Mà cái này là mình đem để mình phòng hờ tối mà mình ngủ không được á. Đó, mình ăn snack thôi. Mình không, cũng không biết là tối giờ nào họ đóng cửa dưới nữa. Đúng, đóng cửa sớm. Thì anyway, ở trong đây mình mướn một đêm. Ok. And then cái giờ check-in của họ là 4 giờ chiều. Check-out của họ là 7 giờ sáng. Alright. Rồi, thì nãy mình... Chú Linh tắm ở trong đây cho nên mình không có, nhưng mà đại khái trong đây là cái bathroom của họ nè, rất là sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đây phòng tắm. Nói tóm lại là không có phải là bự hoành tráng hay là cái gì, cái phòng này sạch và đẹp đó, vậy thôi. Ok. Cái bồn tắm này rất là nhỏ. Hai đứa mình nhảy vô tắm được á anh? Không được dạ. Cái này nhỏ quá cho hai đứa mình, dạ, nhất là like khi mà con ngủ hai cái chỗ này nó rất nhỏ cho mình vậy. Đơn giản vậy thôi. Order coffee đàng hoàng nữa nè. Ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ, hầu như những cái chỗ công ty lớn hoặc là khách sạn hay nào đều có những cái bảng như thế này hết. Hướng dẫn nếu mà trong cái building mình có những cái sự cố gì thì mình sẽ làm cái gì, chạy đâu, đứng đâu, là cái đều có cái này hết. Hình như cái này là cái phần bắt buộc phải có nha quý vị. Đó. Xin chào ba ba cô chú, hôm nay chúng tôi mua đồ chơi. Tiếng nói đi chơi chưa có đóng gì đâu là lên ngủ một giấc. Vợ chồng con gái ngủ một giấc mới dậy giờ tới chiều rồi. Nhìn nhận bà đi xuống lầu cho bà chơi game với kiếm gì đó ăn trong nhà hàng. Rồi mà tới tối rồi kéo đi tắm thêm chờ làm chặt nữa quá. Vậy thôi á, nó xong rồi đó. Để đêm ngủ đêm sáng cái gì này. Không có gì thú vị hết. Mất hết tôi hết một one way ticket to Việt Nam rồi. Ok. One way đúng không? One way ticket to Việt Nam nó bưởi. Coi. Tôi mua cái giá coi như là đi về Việt Nam tôi chơi một tháng đúng không, xong đâu, rồi cái bắt đầu xong rồi cái bắt đầu one way ticket về đây chỉ có 700 bạc thôi không, one way ticket có 700 rồi vậy, đêm thôi. Ngủ có một đêm thôi mà chưa tính tiền ăn không, nhưng mà tính ra mình chơi nước thì nhiều, nó chạm mình là nó chạm cái phần chơi nước đó. No, cái phần chơi là cái phần cái tâm ngủ quá vậy, thì cái ngủ thì mình ngủ đâu có nhiều, lấy mắt tại vì nó tính cái phần chơi đó. Anh biết, anh tính, thấy anh tính cái phần ngủ đó vậy. À, cho cô chú coi tổng Trúc Linh nè, nó càng lớn nó không có quăng nữa. Nó quăng ít nè. Nhưng mà anh có không ngờ cái răng trên nó lâu mọc dữ ha vậy. Okay, are you ready? Go! Whoa! Come on, hold your hand, hold your hand, hold your hand. Wow, thấy ngộn vợ luôn đó nha. Trời ơi, lái ngầu luôn á nha.
lần này em chơi xịn hơn hồi xưa rồi. Ừ, em chơi xịn hơn hồi xưa rồi. Hả? Nhẹ nhàng không? Hả? Ừ, đúng rồi, lần trước là lắc cầm mầm 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 á. Đúng rồi đó. Yes, number one luôn á nha. Number one luôn á nha. Lấy được mô tô thôi chứ em chưa lấy được xe hơi nha quý vị. Xe hơi phải cần cái bằng lái khác nên em chưa lấy được xe hơi, lấy mô tô thôi à. Lấy mô tô thôi. Ok. Yeah. All Keep going. Come on, keep going. Move. No, keep going. Keep going, keep going. One more, one more, one more. Yay! Yay! Give me five. Yay! Giỏi. Okay. Bây giờ mình chuẩn bị kết thúc trò chơi bữa nay của mình. Đây là cái ngày thứ nhì tắm ở đây của bé Trúc Linh. Đây. Má Mi nó thì cũng được một lần trong đời sau 40 tuổi đi đi cái cầu tuột đó đó quý vị. Cái cầu tuột quý vị thấy ở ngoài sau nó màu xanh á, ngay cửa sổ. Ngay cửa sổ nó ra ha. Đó. Thì ở đây mình lấy cái phao mình đi lên tuốt lên trên chảnh luôn. Anh em tuột xuống. À, lần đầu tiên trong đời của má Mi nó đi chứ ba nó ở ngoài sau coi như là bả la muốn bẻ cái lỗ tai của mình luôn. And bé Trúc Linh bốn qua nó bốn qua hả, đúng rồi, bốn qua bé chơi làm sao đó không biết nữa. Bốn qua bé chơi làm sao không biết nữa.
và đụng vô cái cầu tuột nào không biết nữa mà u một cục bể cái đầu. Amen, u một cục sưng sưng tím luôn mà nó không biết đau nha. Nó không biết đau luôn, nó vẫn chơi bình thường. Dạ. Ừ. Nó vẫn chơi bình thường luôn. Xong mình đâu biết đâu. À, cái khi mà nó tới với mình á, buổi tối cái mình thấy ủa sao cái đầu có một cục. Dạ. Nó mê chơi nó nổi mà nó. Đúng rồi. Một cục cái đầu sưng chầu dầu vậy mà không đau không khóc. Chứ còn ở trong trường mà bị như vậy hả là bà khóc cũng bể cái trường luôn á. À, đây sáng sớm họ cũng có những cái activity cho mấy đứa trẻ nè, đại khái tập thể dục. Hầu như cái khúc chỗ này là cái main entrance của cái khu vực này thì họ ưa có những cái trò chơi, kể chuyện, coi phim rồi tùm lum ở đây hết á, hầu như mình cứ thấy hoài à. Nên bé này không chịu vô hàng mà đứng ngoài đây nè. Sâu vào đây con, ở trong kia cả, con muốn này con vô trong cả. Con muốn con vô trong đi, vô trong làm đi. Đó. Con vô đi, có mấy cái dây cái trống kìa, có mấy chỗ trống kìa, vô đi. Hả? Hả? Thấy không? Pinky, Pinky, oh Pinky, Pinky. Ô Pinky. Tội nghiệp quá đi, tội nghiệp quá đi. Tội nghiệp quá đi. Ôi ôi. Trời nó hùng lỗ tai của em á. Tội nghiệp quá Pinky. Đi Pinky. Thương. Ôi mẹ. Khóc nguyên một đêm luôn. Bé Thanh nói là khóc nguyên một đêm luôn. Không ngủ được với nó luôn á. Tội nghiệp chưa. Đứng cửa sổ suốt à. Ồ, men thương lắm luôn. Chị qua đây đi ẩm đi con. Ôi ôi. Pinky. Đi mà nhớ bả không à. Con nghe quá trời quá đáng luôn à. Nhớ Pinky quá. Ôi, chị nhớ em quá trời luôn kìa. Rồi thôi xin cảm ơn tất cả quý anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Và mến chúc quý anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu.